Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phiến quân tràn vào dinh thự của Tổng thống Assad, xung đột Syria bùng nổ. Ngày 1 tháng 12, theo các nguồn tin từ quân đội Syria, các chiến đấu cơ Nga và Syria đã đồng loạt không kích vào thành phố Idlib, nơi phe đối lập đang nắm quyền kiểm soát. Những cuộc tấn công này diễn ra sau khi quân đội Syria giành lại một số thị trấn từ tay phe đối lập trong những ngày qua, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng này. Tổng thống Bashar al-Assad đã có phát biểu trên truyền thông Syria khẳng định những kẻ khủng bố chỉ biết đến ngôn từ bạo lực. Đây chính là cách chúng tôi sẽ đè bẹp chúng. Phe đối lập hiện tại gồm liên minh giữa một nhóm vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và tổ chức Hayat Tahrir al-Sham, một nhóm từng bị Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác liệt vào danh sách khủng bố. Cuộc tấn công của phe đối lập vào Syria tiếp tục leo thang với sự kiện đáng chú ý diễn ra vào đêm ngày 29 tháng 11, khi lực lượng này đã tràn vào thành phố Aleppo thuộc tỉnh Idlib, buộc quân đội Syria phải triển khai lực lượng để đối phó. Theo quân đội Syria, một số binh sĩ đã thiệt mạng trong đợt tấn công này. Phe đối lập thông báo đang mở rộng chiến dịch tấn công tại phía nam thành phố Aleppo và đã chiếm được thị trấn Khan Yunis nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần chính cho quân đội Syria. Thêm vào đó, phe đối lập cũng kiểm soát thành phố công nghiệp Sheikh Naysa trong khu vực Aleppo. Trong một đoạn video được đăng tải bởi Hayat Tahrir al-Sham vào ngày 1 tháng 12, các tay súng của phe đối lập đã tiến vào dinh thự của Tổng thống Assad tại Damascus, dù ông Assad đang có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Syria. Trong cuộc gặp này, ông Araghchi cam kết Tehran sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại phe đối lập. Ông nhấn mạnh quân đội Syria sẽ một lần nữa đánh bại các tổ chức khủng bố như trước đây. Cùng ngày, các cố vấn quân sự và lực lượng tình nguyện Iran đã có mặt ở Syria để hỗ trợ quân đội Syria tổ chức lực lượng và triển khai phản công tại thành phố Hama, cách Aleppo khoảng 80 km về phía nam. Mới đây, các blogger quân sự Nga cho hay Moscow đã quyết định sa thải tướng Sergei Kisen, tư lệnh các lực lượng Nga ở Syria, sau khi phe đối lập tấn công thành công vào Aleppo. Người thay thế ông Kisen là tướng Alexander Chaiko, một nhân vật có kinh nghiệm từ trước khi nắm quyền tư lệnh quân đội Nga ở Syria. Ông Chaiko đã chỉ huy quân đoàn tăng số 1 tại khu vực Kharkov của Ukraine. Trong giai đoạn trước đó, quân đội Nga đã phải rút lui khỏi Kharkov sau một cuộc phản công mạnh mẽ của quân đội Ukraine vào cuối năm 2022. Sự thay đổi nhân sự của Nga cùng với các diễn biến căng thẳng tại Aleppo và Idlib cho thấy tình hình Syria vẫn chưa thể lắng xuống. Phe đối lập và quân đội Syria tiếp tục có những cuộc giao tranh ác liệt, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài và tàn khốc. Ngày 30 tháng 11, quân đội Syria đã thông báo về sự tổn thất đáng kể trong cuộc tấn công của lực lượng HTS mặt trận Nusra vào thành phố Aleppo, nơi mà phe đối lập đã giành lại quyền kiểm soát một phần. Cuộc tấn công đã khiến một số binh sĩ Syria thiệt mạng, đánh dấu một thất bại quân sự nghiêm trọng đối với Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh của ông, bao gồm Hezbollah ở Lebanon, Nga và Iran. Hỗ trợ cho chính quyền Syria, không quân Nga đã tiến hành không kích tại Syria, nỗ lực giành lại lãnh thổ từ phe đối lập. Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp hơn khi Mỹ và các quốc gia phương Tây bắt đầu lên tiếng về diễn biến này. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình và đã liên hệ với các quốc gia trong khu vực. Phát ngôn viên của NSC, Sen Savet, chỉ trích Syria đã từ chối tham gia tiến trình chính trị và phụ thuộc vào sự can thiệp của Nga và Iran. Điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của lực lượng chính quyền tại vùng Tây Bắc Syria. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nga và Iran, chính quyền Assad được cho là đã không thể duy trì sự ổn định tại khu vực quan trọng này. Diễn biến ở Aleppo đã một lần nữa làm nổi bật tính chất phức tạp của tình hình chiến sự tại Syria, nơi mà các thế lực khu vực và quốc tế đang có sự can thiệp sâu rộng. Trong khi đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Trong đó, hai bên nhất trí về việc cần phải phối hợp hành động chung để ổn định tình hình. Thổ Nhĩ Kỳ vốn hậu thuẫn cho một số nhóm đối lập tại Tây Bắc Syria đã ngăn chặn các kế hoạch của phe đối lập nhằm làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một cuộc điện đàm với ông Lavrov
đã cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau cuộc tấn công nhằm gây mất ổn định khu vực. Điều này làm dấy lên nghi vấn về vai trò của các quốc gia lớn trong việc thúc đẩy hoặc làm leo thang cuộc xung đột tại Syria. Tình hình Syria tiếp tục là một điểm nóng trong khu vực Trung Đông với sự tham gia của nhiều lực lượng quốc tế, khi các nỗ lực chính trị vẫn chưa thể giải quyết triệt để cuộc xung đột kéo dài này. Nguyên nhân nội chiến Syria. Nội chiến Syria kéo dài hơn một thập niên đang thu hút sự chú ý trở lại sau một liên minh phiến quân mới bất ngờ phát động một cuộc tấn công lớn, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Đây là bước ngoặt đáng chú ý khi quân chính phủ lần đầu giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này vào năm 2016. Diễn biến này lần nữa chứng minh cuộc nội chiến Syria chưa bao giờ chính thức kết thúc, theo đài CNN. Cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011 khi phong trào mùa xuân Ả Rập lan tới nước này. Các nhóm dân quân nhỏ và một số cá nhân đào tẩu khỏi quân đội Syria, sau đó thành lập lực lượng vũ trang nỗ lực lật đổ tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Các lực lượng nổi dậy bao gồm các hệ tư tưởng khác nhau, nhưng có mục tiêu chung là lật đổ ông Assad, nhận được sự hỗ trợ từ các cường quốc như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UEA và các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Khi lực lượng chống chính phủ mở rộng quy mô, các đồng minh quan trọng của Syria bao gồm Iran và Nga đã tăng cường hỗ trợ cho chính quyền Damascus. Dưới mặt đất, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và lực lượng Hezbollah Lebanon đã trực tiếp tham gia chiến đấu giúp đỡ chính phủ ông Assad đối phó với các nhóm phiến quân. Trên không, không quân Syria được tăng cường sức mạnh nhờ sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu của Nga. Xung đột trở nên phức tạp hơn khi các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan như Al-Qaeda và sau đó là tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS hay IS lợi dụng tình hình. Sự trỗi dậy của ISIS đã buộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu phải can thiệp, tập trung vào tiêu diệt tổ chức này. Năm 2020, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib, khu vực cuối cùng do phe nổi dậy kiểm soát. Quân chính phủ và phe nổi dậy đồng ý thiết lập một hành lang an ninh và tiến hành các cuộc tuần tra chung nhằm duy trì ổn định trong khu vực. Dù không có các cuộc giao tranh lớn kể từ đó, chính quyền Syria vẫn chưa thể giành lại toàn bộ lãnh thổ. Những diễn biến mới ở Aleppo cho thấy sự kháng cự vũ trang từ phe nổi dậy vẫn còn tồn tại và xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, thách thức nỗ lực kiểm soát toàn diện của chính phủ Syria. Tại sao xung đột bùng phát trở lại vào lúc này? Gần đây, một liên minh phiến quân mới có tên Bộ Chỉ huy Tác chiến Quân sự đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ, nhanh chóng chiếm nhiều khu vực tại thành phố Aleppo. Đây từng là trung tâm kinh tế lớn nhất của Syria và là thành trì quan trọng của phe nổi dậy cho đến khi bị lực lượng chính phủ tái kiểm soát vào năm 2016. Theo thông tin từ chiến trường, liên minh này bao gồm các lực lượng từ nhóm Hayat Tahrir al-Sham, HTS, một chi nhánh cũ của nhóm khủng bố Al-Qaeda, cùng với các nhóm phiến quân ôn hòa được Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác hậu thuẫn. Theo CNN, liên minh này nhanh chóng tràn qua các ngôi làng bên ngoài Aleppo, và người dân hiện cho biết họ kiểm soát được phần lớn thành phố và gặp rất ít sự kháng cự trên đường càn quét. Phe phiến quân cho biết cuộc tấn công nhằm giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng và đáp trả các cuộc tấn công gần đây của lực lượng chính phủ và các nhóm quân nhân thân Iran. Theo CNN, sự suy yếu của chính phủ Syria và đồng minh của Damascus được cho là lý do khiến phe nổi dậy tận dụng cơ hội khơi lại cuộc xung đột. Trong đó, Nga, đồng minh chính của ông Assad, đang tập trung nhân lực và tài nguyên cho cuộc chiến tại Ukraine. Iran, một đồng minh quan trọng khác, đang phải đối phó với các cuộc tấn công từ Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah, một lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực. Cuộc tấn công mới này không chỉ làm lung lay quyền kiểm soát của ông Assad tại Aleppo, mà còn có nguy cơ tạo ra hiệu ứng domino ở các khu vực khác. Phản ứng của chính phủ ông Assad. Chính quyền Syria đã triển khai các cuộc không kích tại Aleppo và Idlib với sự hỗ trợ của Nga. Tuy nhiên, khả năng tiến hành một cuộc phản công hiệu quả còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ từ các đồng minh. Theo CNN, việc mất Aleppo, nơi có các cơ sở quân sự chiến lược và sân bay quan trọng, sẽ là một bước lùi lớn của chính phủ ông Assad.
Để giành lại lãnh thổ, quân đội Syria sẽ phải đối mặt với thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh các phe nổi dậy đang ngày càng phối hợp chặt chẽ và nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng quốc tế. Cuộc tấn công tại Aleppo không chỉ là bước ngoặt trong cuộc chiến mà còn là lời nhắc nhở về tính phức tạp và kéo dài của cuộc nội chiến Syria. Tình hình hiện tại cho thấy, dù chiến tranh đã phần nào lắng xuống trong những năm gần đây, nội chiến Syria vẫn âm ỉ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào với hậu quả khôn lường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.